Đây anh ơi, em nhận được cái máy của anh rồi. Cái máy của anh gửi ra thì đúng thật là hơi bị ngỡ ngàng ngơ ngác một tí. Đầu tiên là máy mình dùng đến giờ gần hơn 3 năm rồi mà anh chưa thay mấy cái phụ kiện này. Thực chất là anh thay rồi, những cái chổi anh thay rồi này. Nhưng mà anh đặt Shopee được cái chổi fake ở đâu ấy, anh thay vào. Cái đầu chổi của nó không có một tí cao su nào, 100% là nhựa hết. Còn hai nữa, cái chổi nguyên bản ấy thì nó sẽ có hai hàng cao su và hai hàng lông và hai hàng cao su. Bây giờ cái chổi của anh thì nó rách hết rồi, còn mỗi màu này thôi. Còn cái chổi fake ấy, nó không cuốn được bụi vào vì cái sức cản của cao su nó không có. Dẫn đến là cái khoang hút này của anh, cái họng hút này, nó sẽ bám bụi thành bờ thành tảng vào. Dẫn đến là cái cao su nó rất nhanh bị lão hóa, bị ải. Và đây là cái hậu quả nó gây ra, cái họng hút cao su bị rách rồi. Như này thì khi chổi nó quét vào lập tức là bụi nó sẽ len vào bên trong họng hút luôn. Nó len luôn vào bên trong họng hút, dẫn đến là máy sẽ bụi bẩn rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái tấm HEPA của anh. Cái tấm HEPA này, tấm HEPA này anh không thay. Dùng chắc khả năng tấm này là tấm sơ cua. Ở trong máy anh thay một lần và đến lần này là lần thứ hai, và không biết là cái tấm này thay từ bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì cái tấm này nó không còn có một cái tác dụng gì gọi là gạt bụi ha, gọi là cản bụi hay là lọc không khí nữa rồi. Nó sẽ thành một bức tường ở đây để nó chặn cái không khí ra. Dẫn đến là cái quạt hút này nó phải gồng lên để nó quay liên tục, và nó sẽ ép không khí từ những cái khoang bánh này, từ trên bên trên các thứ nó ép xuống. Dẫn đến là một trong những chỗ mà gần như không không thể tiếp xúc với bụi là cái phần phía bên trên mên này. Anh nhìn này, gì nhỉ, màng nhện này, bụi này nó bám vào đây cả một lớp, cả một, như một cái động động bàn tơ luôn. Đây màng nhện này nó bám vào như thế này, còn chưa kể trên mên này, anh xem qua này, thì cái con linh kiện nào chịu nổi. Linh kiện mà nó dính bụi như thế này, chỉ cần thêm một tí hơi ẩm nữa thì nổ hết một loạt linh kiện ở trên đây. Những cái linh kiện rất rất nhỏ này, nó mà nổ thì lúc đấy đi thay đi sửa nó còn mà đắt gấp vài lần tiền anh tiết kiệm, anh không thay phụ kiện. Còn chưa kể đến là này, quạt hút này nó đầy đẩy bụi, cái ốc này hàn vàng hết luôn, không còn một tí gì có nhìn ra được cái ốc nữa. Rồi nó thổi sang bên đây, cái khoang thoát khí này, cái cảm biến này như này thì làm sao mà nó sống được, bụi nó bám vào vàng hết rồi. Thì trong đây nó có một mắt phát mắt thu mà cứ bụi nó như này thì những cái mắt đấy làm sao nó chịu được. Đến cái loa nhìn nó còn vàng khè hết vào như thế này. Rồi màng nhện bằng nhất là bám bánh xe này. Đây bên này cũng có này. Đây đó, màng nhện cái thứ nó bám vào. Đây mặt trước đây, quạt hút, chỗ quạt hút này như thế này đó. Và chưa kể là bây giờ thì cái chỗ cạnh đỏ bị gãy này, bánh xe kêu rất là to, bánh đằng trước cũng thế, giờ nó bị dơ hết rồi. Máy đang trong tình trạng xuống cấp cực kỳ nhiều. Này. Bên trong bên ngoài rất rất là bẩn. Chỉ vì những cái rất đơn giản, đấy là những cái phụ kiện mình không thay. Và mình không để ý chăm chút đến việc bảo dưỡng, bụi bặm này. Cái điểm lo rung này nó bắt đầu nó han rồi. Anh nhìn thấy cái muối xanh của nó, đồng nó bắt đầu nó rỉ ra rồi. Nên là như này thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ bắt đầu có vấn đề thôi. Đây, cản trước đây, tổng thể luôn một lượt để báo anh luôn. Cái cản trước này, màng nhện nó bám tít mù hết luôn rồi. Bây giờ máy anh gửi ra thì gãy motor chổi cạnh, rồi là báo lỗi cảm biến, lỗi cả bánh xe. Độc xử lý mấy cái lỗi đấy thì nó còn quá tội, còn chưa kể cái họng hút nó rách. Họng hút rách như này nó cứ đẩy hết bụi vào main rồi vào cái motor trong này thì sau này chỉ bận đi sửa chữa cho cái con robot của mình thôi. Đấy thì em quay luôn một lượt tổng thể hết tất tần tật từ A đến Z nhận cái máy của anh để báo lại cho anh về tình trạng cái máy sử dụng. Còn máy mình thì khả năng là anh sẽ phải xem luôn hộ em cái video mà lúc mua máy em đã gửi cho anh một lần rồi về cái cách sử dụng và cách bảo dưỡng vệ sinh, và đặc biệt là cái thời gian thay thế phụ kiện và hậu quả của nó như thế nào. Đây hậu quả, đây hậu quả nhìn bằng mắt luôn và chính máy của mình luôn.